Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Catavina.com, nhà máy sản xuất phụ kiện và phụ tùng xe hơi hàng đầu châu Á. So với các dòng xe khác đến từ châu Âu như BMW hay Audi, thì Mercedes được đánh giá là dòng xe thống trị phân khúc cao cấp ở Việt Nam nhờ thiết kế đậm chất thể thao cùng với sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại của nội thất. Và hôm nay để tăng thêm sự sang trọng và tiện nghi cho chiếc xe của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt bộ thảm Kata phiên bản Basics được dành riêng cho xe Mercedes E300. Chúng mình hãy cùng bắt đầu nhé! Đây là bộ thảm Kata phiên bản Basic được dành riêng cho xe Mercedes E300 với 5 miếng thảm sàn cơ bản, trong đó bao gồm một miếng lái hàng 1, một miếng phụ hàng 1 và 3 miếng thảm hàng 2 gồm 2 miếng thảm sàn và một miếng phủ lưng ngựa. Các bạn có thể thấy trên bề mặt của thảm Kata chính là các hạt bi nổi giúp ngăn ngừa tối đa nước và bụi bẩn tràn xuống xe và đặc biệt còn chống trơn trượt cho người sử dụng. Ngoài ra, thảm Kata được trang bị các hạt gai nhám ở mặt dưới để tạo độ bám dính mà không hề gây hư hại đến sàn nỉ. Và bây giờ, mình sẽ tiến hành đặt các miếng thảm này vào đúng vị trí theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Lưu ý, vì thảm Kata được cắt theo kích thước thực tế của sàn xe, nên khi lắp, chúng ta hãy chú ý đặt mép thảm chạm kịch chân ghế, vị trí của hai lỗ chốt đặt đúng vào chốt thảm có sẵn. Và chỉ trong ít phút, chúng ta đã tiến hành lắp đặt xong bộ thảm Kata phiên bản Basic được dành riêng cho xe Mercedes E300. Các bạn có thể thấy, sau khi lắp đặt, thảm Kata không chỉ hài hòa với nội thất trong xe, mà còn khiến cho toàn bộ phần sàn xe được vệ sinh hơn và sạch sẽ hơn. Chất liệu PVC cao cấp cũng góp phần không gây mùi, không thấm nước, không ẩm mốc và đặc biệt là an toàn với người sử dụng.